DWatt DCF 787 nha anh em. Động cơ không than 18V rootless, thân máy đang sale giá chỉ còn lại 1.500.000, rất là rẻ luôn cho anh em một con không chửi than. Thì hiện tại hàng chính hãng mà một con vít mà động cơ không than giá 1.500.000 rất là hiếm nha anh em. Makita Boss Milky không có giá 1.500.000 body, anh em lưu ý. Cho nên là hãng DeWatt đang có giá khá là tốt đối với body vít này, 1.500.000 một cái body rootless 170 newton, vòng tua mát là 2.800 vòng, máy đi kèm mốc treo là thân máy. Còn anh em nào có nhu cầu mua kèm pin 2A và sạc 115 hay là sạc 112 thì bên em đang có giá khá là tốt luôn nha anh em, có hai loại sạc, sạc 112 và 115. Pin 2A đợt này có giá cũng khá là tốt cho anh em có nhu cầu mua kèm pin kèm với máy. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em. Đó, thì bên em có sẵn khoan 3 chức năng và vít. Đó, anh em có thể mua khoan hoặc vít. Rồi, đây là con khoan con 3 chức năng nha anh em. Một con khoan mã là DCD 709, 3 chức năng. Giá cũng sale chỉ còn lại 1.500.000 một cái body thân máy 3 chức năng, rất là rẻ luôn. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua kèm pin zin 2A và sạc 112 hoặc 115 thì có thể liên hệ em, giá khá là tốt luôn. Đợt này pin có giá tốt cho nên em sẽ hỗ trợ cho anh em là mua bộ kèm pin. Còn anh em nào mà muốn rẻ hơn nữa thì anh em cứ mua một máy một pin đóng sạc adapter. Thì đối với một máy một pin đóng sạc adapter của bộ này thì hiện tại là một máy một pin 2A một sạc giá chỉ có 1.900.000 thôi. Thì tùy vào nhu cầu của anh em mà anh em sử dụng nhé. Nhưng mà em ưu tiên cho anh em là sử dụng pin zin sạc zin. Tại vì nhu cầu pin zin sạc zin thì nó sẽ độ bền nó cao hơn so với pin đóng. Còn một số anh em nào mà muốn rẻ thì anh em có thể mua pin đóng tùy anh em. Đó. Chất lượng của pin zin thì nó khá cao. Còn chất lượng của pin đóng thì nó được tầm 60-70% của pin zin. Đó. Khoan 3 chức năng, khoan búa, có thể khoan tường. Đó, anh em có thể chọn một trong hai con này, giá khá là rẻ luôn. Đi làm công trình mà sử dụng hai con này là phù hợp luôn cho anh em. Vít thì anh em có thể bắn tôn thoải mái, còn khoan thì có thể khoan tường. Bắt vít cũng được luôn, bắn tôn cũng được luôn. Nó hai con này có thể làm việc khá là tốt. Anh em nào cần thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Hỗ trợ anh em thợ cũng như là anh em nào muốn sỉ thì muốn mua sỉ vài cây về đóng pin bán, hoặc là anh em muốn mua một bộ về để bán lại này kia, một hai bộ về để bán lại này kia thì anh em cứ liên hệ em. Đó, anh em giao lưu. Rồi, cảm ơn anh em.